ơi, cho em xin nghỉ việc ạ. Ủa? Có chuyện gì thế em? Dạ, chuyện gia đình thôi ạ. Thôi, có vấn đề gì thì cứ nói anh xem nào. Anh xem, bây giờ trí tuệ nhân tạo nó phát triển rồi. Người ta chỉ cần hỏi một cái là nó sẽ tự giới thiệu bản thân mình luôn. Hả? Đâu? Anh xem nào. Đây này. Ok Google, hãy giới thiệu về chiếc TV 4K 65 inch này cho khán giả cùng nghe nào. Chào anh em, tôi xin tự giới thiệu, tôi là TV Samsung 4K 65 inch 65AU8000 Crystal USB. Tôi có ngoại hình rất hiện đại và sang trọng, với phong cách thiết kế e-slim, tôi rất vuông vức và mỏng, giúp không gian trong gia đình bạn trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. Công nghệ Dynamic Crystal Color cho tôi một màn hình vô cùng sống động và rực rỡ. Cùng với độ phân giải 4K Ultra HD và công nghệ HDR giúp màu sắc và hình ảnh luôn rõ nét và chi tiết. Tôi sở hữu hệ thống xử lý âm thanh Q-Symphony giúp kiến tạo một không gian giải trí đỉnh cao. Cuối cùng, tôi được trang bị hệ điều hành Tizen OS, rất nhiều phần mềm ứng dụng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí. Còn chần chờ gì nữa, hãy mua tôi ngay thôi. Ôi dồi, lại còn cả tự giới thiệu được cho bản thân nữa thì cần gì chúng mình nữa. Và giọt nước mắt cứ đưa tự nhiên làm trên hàng mi. Ai hốt được mà. Mình đùa tí thôi. TV này thông minh, nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói, nhưng mà có lâu mới thay thế được chúng mình. Thôi, chúng mình đi tư vấn tiếp cho khách hàng đây.